Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã nước Việt, Forbes Việt đã giải cứu 6 con gấu được nuôi nhốt trong một trang trại ở đường Vĩnh Phú 23, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương vào sáng 20 tháng 9 năm 2019. Chịu trách nhiệm cho hoạt động cứu hộ 6 con gấu này là tiến sĩ bác sĩ thú y Joanna Penner, trường Đại học Thú y Viên nước Áo và sự hỗ trợ của các chuyên gia, bác sĩ thú y quốc tế khác. Các chuyên gia không sử dụng biện pháp gây mê như những lần trước mà sử dụng mật ong và trái cây để dẫn dụ gấu từ chuồng nuôi nhốt sang lồng sắt chuyên dụng. Theo đánh giá của các chuyên gia, 6 con gấu này đều ở trong tình trạng dinh dưỡng không cân bằng. Da chân bị dày sừng, một số con gấu bị rụng lông, da khô sần và một số bị tổn thương ở mắt, chân. Các con gấu bị nuôi nhốt trong chuồng hẹp, không đủ điều kiện ánh sáng. Các chuyên gia cho biết, sau khi đưa về cơ sở bảo tồn gấu ở Ninh Bình, 6 con gấu sẽ được khám sức khỏe, chụp X-quang tay, chân, miệng để có biện pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp.